Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả ơi. Và ngày hôm nay thì là ngày anh Tùng vừa nhận top set ăn ban. Thì anh Tùng mở ra được một dây chuyền ăn ban 19, nhẫn khăn ban 27, nhẫn khăn ban 29, hình như là nhẫn khăn ban 25, sorry, nhẫn khăn ban 25 và nhẫn khăn họ 27 và ngọc bội khăn độc 26. Thì anh lượm được cái nhẫn khăn họ nha mọi người. Thì bây giờ anh đã đủ set đồ ăn ban cho anh em xem sơ qua. Đó, dây chuyền cực phẩm normal silver. So với hiện tại bây giờ thì set đồ của anh Tùng là gọi là vô đói nè mà. Ngọc bội ăn ban hồng bảo cục phẩm đó, hồng mỹ. Nhẫn này mở ra ở cái set top 1 cá nhân, một set hồng ban râm đùm đó nè. Rồi, nhẫn này thì ảnh mở cái rương giả tổ 5k ra 29. Rồi bao tay này ảnh đấu giá top 1 tháng trước. Và cái nón này thì đấu giá top 1 tháng trước nữa. Và cái áo này thì đấu giá top 1 tháng vừa rồi. Đua top chứ, đua top tháng 1 tháng vừa rồi, tính ra là 3 món. Bao tay, nón, áo thì là 3 món này đều top 1 cá nhân nha mọi người. Rồi, quá đẹp luôn, mắt đầu hoàn toàn nha nè. Đó, quá đẹp hoàn toàn. Và kèm với đây lưng 1140 sinh lượng lực dành cho đồng môn. Và đôi giày này anh em cũng hiểu rồi, khó đồ lại. Đôi giày này thì hôm trước anh Tùng cũng mua, anh em cũng biết là đôi giày đang No 1 đó nè. No 1 của server này luôn nha mọi người, không khác gì một đôi giày tiến luôn nha. Sinh lượng lực 40-40. Đó, khăn họ 20 sinh lượng lực quá đẹp. Kèm với một ảnh khăn phòng thủ 25 và mực nạ kháng cảnh 5, trang sức kháng cảnh 5 và một kỹ năng cũng có một cấp và một con ngựa kháng cảnh 5. Con ngựa này thì nó bị thiệt một chỗ đó là nó chỉ có 500 thể lực thôi nè, có 500 thể lực đó. Nếu mà ui con ngựa này không khó đâu. Con ngựa này 500 thể lực thôi nè. Nếu mà con ngựa này mà thay vào bông tiêu á thì nó sẽ có 1000 thể lực nha mọi người, thì sẽ lên được 2700 thể lực nha nè. Đó, con ngựa này nó bị hụt một chỗ là kháng thì ok đó, sinh lực thì ok đấy, nhưng mà nó bị hụt lại là thể lực không có. Đó, còn cái bông tiêu thì nó có 500 lực, 500 sinh lực và 1000 thể lực nè. Nó bù lại là ngược lại là 500 máu và 1000 thể lực. Đó. Rồi, có sự thay đổi vậy thôi. Rồi, anh em xem video cho một like ủng hộ chơi anh em ơi. Rồi, đừng quên để lại cho Khả một like ủng hộ chơi cũng như là video này một like cho ủng hộ chơi anh em ơi. Anh Tùng ạch này đùng môn nha nè. Đó, anh em còn xin sơ qua cái bảng điểm kỹ năng này. Đó, lượng kháng này em thấy kháng đều à. 75 cộng 2 lượng tay 9k, 74, 75, 71 cộng 1, 71 cộng 1, thiệt sự quá chắc anh em ơi. Và cái nỏ này cũng top 1 luôn nha nè. Đó, anh 4 mùa anh em à. Quá đẹp luôn. Đó, cái nỏ này cũng top 1 cá nhân luôn, top 1 cá nhân luôn, top 1 cá nhân luôn, top 1 cá nhân luôn là anh Tùng, top 1 cá nhân 4 tháng liền liên tiếp nha anh em. Đó, tháng nào anh cũng từ top 1 đến top 7 nha mọi người. Từ top 1 đến top 7 luôn. Đó. Còn dây chuyền này hồi trước là mua của bên giải đấu và là mình chủ nội server S8 Phật Sơn Ký Sử. Và ngọc bội này thì mua ở cái giải đấu Võ Lâm Minh Chủ liên server. Còn ở trên này là Võ Lâm Minh Chủ nội server. Sorry anh em, Võ Lâm Minh Chủ nha mọi người, solo 1.1 á. Còn cái này là Võ Lâm Minh Chủ liên server. Đó. Con ngựa này cũng vậy. Con ngựa này là top 120 đầu. À, Võ Lâm Minh Chủ nhé. À, cái này là Võ Lâm Minh Chủ liên server này. Còn cái này là top 1 băng hội đầu tiên. Cái này là top 1 băng hội đầu tiên, sorry anh em. Cái này là top 1 băng hội đầu tiên, cũng như là top cá nhân đầu tiên. Nhưng mà lúc đó là băng nào có là anh Tùng mua lại. Rồi con này thì Võ Lâm Minh Chủ liên server này, nó bị lộn chỗ ngọc bội với con ngựa nha nè. Con này mới lại liên server nha nè. Con này là nội server S8. Dư điểm anh em ơi, dư điểm biết tên gì ấy. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khả như là video anh Tùng sau đồ này một like chia sẻ hộ cho anh em ơi. Một set đồ ăn ban thứ 2 server, khá là chất. Đó. Set này á, cho anh em tham khảo thì cái giá chuyền này thì anh mua là 25 triệu. Ngọc bội này anh mua là 20 triệu. Còn nhẫn này anh mở ra thì cũng nằm giá khoảng tầm 6 triệu. Còn nhẫn này vừa rồi lấy cái top 1 cá nhân thì cái nhẫn này trung bình thì một cái nhẫn tầm 5 triệu nè, 5 đến 6 triệu đó. Rồi, bao tay này top 1 cá nhân tháng trước thì anh tốn khoảng tầm 25 triệu. Rồi cái nón này cũng vậy nè, cũng top 1 cá nhân tháng trước cũng tốn tầm hơn 20 triệu. Và cái áo này cũng vậy, áo này mùa này thì nó là ít tại vì ít người cạnh tranh đó. Áo này chắc anh đua top hết khoảng tầm 15 triệu. Còn cái nón này top 1 tháng trước thì anh đua hết khoảng tầm 17 triệu. Đó. Còn cái dây này thì anh mua 5 triệu rưỡi. Anh em trong băng đỡ lại 5 triệu rưỡi. Rồi đai lưng này thì tầm trung rồi nè. Con ngựa này mua hơn Khải hơn trước Khải có trung gian. Anh em có thể xem lại video Khải trung gian con ngựa với dây chuyền rồi nè, của ạc cú lông thép á. Thì cái con ngựa này là mua sách cà khoảng tầm 25 triệu con này nè. Thì 25 triệu 50. Ngọc bò này 20 là 70. Ở tay khoảng 20 là 90. Nón này khoảng 15 là 105. Cái này khoảng 15 triệu là 120. Cái nón này khoảng chục hơn thì 100, khoảng 130 triệu. Ấn này khoảng 5 triệu là 135. Đôi giày này 5 triệu nó khoảng 140 nè. Nói chung là tất cả ạc này của anh Tùng thì set đồ không phải khoảng tầm 140 nè mà, khoảng 140 triệu. Chưa tính cái ạc nha mọi người. Hiện tại ạc này đang top 5 server nha nè. Ạc này thì anh mắt hoàn toàn rồi. Ạc này anh rất là tâm huyết, anh đầu tư full luôn nè mà. Hiện tại đang mắt hoàn toàn nè.
Đó anh em thấy chưa? Một cái ạc mà ạc cao gần trị giá 150 triệu này mà, 150 triệu đó nè. Nhiều anh em xem live chắc chắn sẽ bảo khá là đẩy giá này nọ, nhưng mà thực sự anh em cứ vào server đi, anh em biết hiện tại anh em cứ hiểu nè, những món đồ của anh Tùng này tất cả đều là đua top cá nhân, và đỡ mà nói đua top cá nhân cũng như là một phiên bản đấu giá này, mà cũng như là một phiên đấu giá, đúng rồi, cũng như là một phiên đấu giá, anh em bỏ thiệt nhiều tiền thì anh em mới có thể sở hữu được món này, anh em hiểu đơn giản này nha. Anh em muốn có được món này anh em phải bỏ thật nhiều tiền để anh em đặt vào cái top 1, ai nhiều hơn người đó sở hữu đó, thì cái giá trị nó lên như vậy anh em, chứ không phải đơn giản có đâu anh em nha. Chắc chắn anh em, nhiều anh em sẽ hiểu, sẽ hỏi Khải, ủa sao mà đầu tư ghê vậy, đồ thời gian mà đầu tư vậy, nhưng mà thực sự là cái này gọi là đam mê anh em à, đam mê anh em à. Cái nón này là anh, sorry anh em, nón này là anh Tùng ảnh đổi điểm liên đấu, đổi điểm liên đấu với cái giá là khoảng 12 triệu rưỡi nè, 12 triệu rưỡi cái nón này đó. Khải nãy Khải có nói là khoảng gần 15 triệu mà nó khoảng 12 triệu rưỡi vĩnh viễn nè, nón này vĩnh viễn chứ không phải đồ top. Sorry, ba tay mới đưa top 1 nè, áo này muốn đưa top 1 nè, vũ khí này muốn đưa top 1 nè đó. Thì anh em thấy rồi, mua nào anh Tùng cũng bảy top, anh em hiểu rồi. Giá chiên này cũng vậy, nói chung Tùng độ đẹp hơn em ơi. Rồi, anh em xem video hết chưa? Đừng quên đỡ lại cho Khải như là anh Tùng một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Và hiện tại Khải đang điện đấu với anh Tùng như nè, Khải đang cầm bạc anh Tùng. Anh em nhìn sơ qua thì mới đá có vài trận anh em ơi. Hôm chưa có thua một trận là hơi bị khó. Bây giờ cố gắng anh em. Với tỷ lệ 10 đánh 10 trận mà thắng 9 trận thua 1 thì cố gắng sao mà 4-8 trận thua khoảng 2-3 trận là ok nè. Thua 2-3 trận là ok nha. Rồi, bây giờ chúng ta vào trận đấu nè. Đây, vô luôn Tùng ơi. Vô. À, được. Ủa, anh Tùng hai cái nhẫn này là đua top hả? Đâu, nhẫn một nhẫn mở anh. Nhẫn mở, nhẫn 29 mở. Vô phi trần Tùng ơi. Quá đẹp. Gái đang đông miệng nào. Đây cái nhẫn này anh Long có hỏi là nhẫn này vừa mở ra không phải, nhẫn này hôm trước, còn lúc nãy nhẫn mở ra 25 thôi anh Long ơi, 25 kháng băng thôi. À 27 kháng hỏa và 25 kháng độc. 26 kháng độc, 26 kháng độc. Vô rồi. Ừ. Và giá trị kháng cả 19. Cái nhẫn 29 là mở rương hả? Mất 5k, mất 5k. Ừ. À bảo rương 5k cái gì? Đúng rồi. Anh chỉ lấy được cái nhẫn kháng hỏa 27 thôi, còn lại mấy kia là có thể là bán lại. Anh Khánh Đăng có mua anh Tùng ơi, Khánh Đăng có mua không anh? Đang tìm cái nhẫn nữa, nó mua cả bộ. Ok, đợi có dự đó này. Rồi bây giờ Khánh Đăng còn thiếu một bộ thôi hả? Ừ. Nhẫn nữa. Khánh Đăng bảo anh cố mở cho em cái nhẫn hỏa, em lấy cả bộ. Ok, cứ hợp lý giá đỡ cho anh xài nữa. Anh Khánh Đăng đầu tư cái chơi ok á. Tùng có dây chuyền ngọc bội luôn hả? Trời, đẹp quá. Ngọc bội lâu mà. Anh Tùng là ngọc bội cực phẩm lâu mà anh Long, với lại dây chuyền cực phẩm lâu mà. Hồng Mỹ luôn á. Ý là nói sao mà kiếm sao đủ bộ cho Khánh Đăng này. Vậy anh mở ra một bộ, anh lấy cái mỗi kháng hỏa thì còn thừa 3 món. Đúng rồi, thừa 3 món hoàn toàn rồi. À. Ừ. Nè nè. Xích đồ quá biết nữa nè. Cái nón đứng cái nón hả? À cái nón này đỡ anh Tùng anh làm ở đây. Anh Tùng chưa đứng cái nón này. Cái đứng cái nón không anh Tùng? Vũ khí chưa đứng lúc này. Đính luôn em, đính hết đi. Ok. Đánh nè. Đủ bò luôn rồi, đánh hết rồi. Đủ bò, đánh đi. Con ngựa này có quyết định đổi con ngựa mây không? Ba tay đánh luôn nha. Tùng ơi, ba tay kim quang nè. Ba tay em đính đi. Rồi. Con ngựa em để đấy, có thể anh đổi đấy. Rồi, ok. Anh rồi. Đổi con kia bây giờ không cần thật tháng nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Gá đẹp anh em ơi. Thực sự là đây không thể nói chơi ở đâu được. Một ạc đường môn no 1 server. Hiện tại đang nằm top 5 server. Ngày mai Tùng, ngày mai chơi bít nắc em đếm kim nha. À đường môn đang top 1 đường môn. Đấy, có anh Tùng đầu tư quá ok. Chơi quá ok luôn. Rồi bây giờ chúng ta còn tiếp tục cái trận liên đấu tiếp theo nha Nam. Liệu có thắng được là đội hình nào nữa không nha Nam ơi. Rồi các bạn đây. Còn 10 giây. Ừ, gặp vào đội mạnh vẫn có đội mạnh hơn với Duy Nguyễn Vĩnh. Nhiều khi mình sai sót hoặc là mình băng mình, team mình bị đít mạng, mọi người là thấy thua là bình thường mà anh em. Đánh liên đấu mà. Gặp kỵ hệ bình thường, thua bình thường. Thua bình thường mà. Bên này thì đi hai hòa mộc, một thủy nữa. Nói chung là anh em sẽ cố gắng hết sức ở nằm từ top 4 đến top 1. Thật sự là cái chỉ tiêu đưa ra như vậy, vẫn cố gắng nha Nam. Cái này là đánh lâu dài, 48 trận nên là 30 chưa phải là Tết nữa mà. Đó, nên là sẽ cố gắng hết sức. À tốt 168 rồi. Ạc này quá hết đâu. Ngày mai em cầm ạc đi tống kiếm nha. Ok. Bánh mì. Tao đi tèo. À đẹp từ tôi thì tôi biết bánh mì à. Chắc dạ, gặp nó luôn á. Gặp nó luôn đi. Gặp nó chặn cho vui nè.
con Intel. Dạ, rồi. Cố gắng nhập nó luôn. Theo sau đi Phi Trần, theo sau đi Phi Trần, theo sau nó đi Phi Trần. Đúng rồi. Theo sau. Động không gặp. Dạ đang. Dạ đang không gặp anh em ơi. 114. Không gặp anh em ơi. Á gặp cái đội kia đánh không gặp. Thôi. Mai gặp. Mai gặp. Rồi ok anh em ơi, thắng rồi. Nói chung là anh Tùng ơi, như em có tính sơ qua thì với cái đội hình của mình đó thì tỷ lệ thắng 11 thua 1 thì tỷ lệ khoảng 90%, 91%. Thì anh em mình cố gắng làm sao làm 48 trận mình thua từ tầm 2 đến 3 trận là mình có cơ hội nha anh em, cố gắng thôi. Đó. Ok. Ừ, okay. Còn càng không thua thì càng tốt, mình nói chung là mình vẫn cố gắng hết sức thôi. Tỷ lệ này mình đánh quá ok rồi, cố gắng thôi. Đó, quá đẹp. Rồi, đẹp quá. Này anh trời, nó đi trận đấu rồi gặp toàn một ạc kiểu sướng mà. Quá đẹp anh ơi. Rồi anh em đợi lại cho một lâu hồi chơi anh em ơi. Đó.